rồi giải quyết nguy cơ chất chẩn đoán. Chẩn đoán thì khá đơn giản, tại vì mình cũng làm xong, cũng có là biết cái đó không. Nhưng mà có những cái thì mình test cái ống sức của mình, cái đó thì nó là một bài cận lâm sàng của lâm sàng thì mình phải biết test cái ống sức là test NO hay là chúng ta đo cái PO2, PCO2 và chúng ta học thêm cái đồ hóa học oxy, cái bốn sao hóa học thành điều trị hen suyễn. Thì theo cái tổ chức mà sáng kiến toàn cầu về hen suyễn đó, điều thứ nhất là chúng ta chẩn đoán phân độ nặng hay là theo dõi dựa vào thăm dò cái mô mắt. Ở đây người ta gọi là mô mắt ký hoặc là lương định. Em nhớ là chúng ta muốn theo dõi bệnh hen suyễn đó, chúng ta có thể dùng mô mắt ký, cái này không biết là em thấy đó. Còn ký tức là chúng ta đo cái mô mắt, đo cái thể tích sống, đo cái thể tích cằn hay là thể tích toàn cầu, hay là thể tích phổi. Còn ở nhà chúng ta đo lưu lượng đường huyết. Kế là cái dụng cụ và nhiệt kế là để đo nhiệt độ thân nhiệt. Lưu lượng định kế tức là dụng cụ để đo lưu lượng định, phải không? Và cái chú ý thứ nhất, việc thứ nhất là để chẩn đoán hay là phân loại hen suyễn, mức độ hen suyễn hay là theo dõi hen suyễn, như vậy là có tiến triển tốt tốt gì đó, là dựa vào lưu lượng định kế hoặc là phổ học kim. Việc thứ hai là việc điều trị phải dựa trên độ nặng của bệnh. Độ nặng là sao? Số lần cơn hen suyễn xảy ra ban ngày, số lần cơn hen suyễn xảy ra ban đêm và lưu lượng định là lưu lượng. Lát kèm thấy rằng là chúng ta sử dụng corticoid hay chúng ta dùng cái bệnh tăng hay là dựa vào cái mức độ này. Việc thứ ba là điều trị hen suyễn hiện nay là gờ cơn. Cho nên chúng ta nhớ rằng là gờ cơn và các cơn, gờ cơn tức là chúng ta để cho cái bệnh tiến triển nó tốt. Còn lại corticoid là chúng ta có thể dùng một cách đồng thời mà corticoid phải thay đổi mỗi 3 tháng cái vi này, tức là mỗi lần chúng ta nâng bậc, chúng ta hạ bậc, mỗi lần chúng ta hạ bậc các vi hạ bậc này để ta làm, mỗi lần chúng ta hạ bậc là phải chờ 3 tháng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà bệnh nhân hen suyễn đã ổn định rồi, chúng ta chờ 3 tháng sau chúng ta mới hạ bậc xuống. Cái bậc đó là cái gì? Nếu đang dùng corticoid đường uống thì chúng ta chờ 3 tháng nó xuống, chuyển qua đường khí dung. Chờ 3 tháng nữa chúng ta bỏ cái bộ tiêu chuẩn rồi, chúng ta mới hạ xuống dùng cái salbutamol. Và vậy thì mỗi một cái bệnh chúng ta chờ 3 tháng. Việc thứ tư là tránh các yếu tố nguy cơ. Bây giờ nếu mà cái người đang hen suyễn cho aspirin, được bút mềm, hen suyễn nó do hàng phấn hoa, hen suyễn nó do lông số phận, thì chúng ta phải tránh. Nhưng mà cứ một bên cứ làm thuốc vô bên cứ tiếp xúc với là gì nguyên liệu như vậy, không phải là cái gì không hợp lý, không hợp lý. Điểm thứ năm, lập kế hoạch để theo dõi dài hạn và xử lý cơ hen suyễn cấp cho từng cá nhân. Tức là mình sẽ theo dõi, ví dụ dài hạn chúng ta đo định kỳ và xử lý mỗi khi có lên cơ hen suyễn, hoặc cách là chúng ta có lên cơ hen suyễn ta đem sẵn cái nhất là mấy đứa bé. Và cái việc đầu tiên là có lần này thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường mua, chào đỡ hỏi chạy đi tìm mua một cái bình phẩm của thống hoa tulip mà được một bình phẩm lớn rồi nó lỡ mà đi cái tuổi đó là không có gì đâu mà không có muốn làm việc và đâu có lợi, như là đi với gia đình hay đi với một cái cô lớn thì lên chỗ đó mà không có muốn thì cái thuốc bệnh này chạy theo bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp, bệnh tiền số bệnh lý nó cho nên là bệnh mãn tính nên theo tại vì người ta không được được. Tiếp tục là giải thích cho bệnh nhân cùng hợp tác về điều trị. Bệnh nhân không hiểu rằng là cái thuốc nào nên tiếp tục, thuốc nào nên có thể cho phép mình. Cho nên mới là được. Mà giác bắt lỗi đó, anh nói sao? Chứ tôi thấy là tôi cho cháu nó lên 3.000 euro là thấy chưa? Nhưng là ngày thứ tư là bắt đầu nó lên cho mình sắp thì sao? Đừng nói có đó, không phải tuân thủ. Thì sự tuân thủ ở Việt Nam nó không tốt ở nước ngoài. Nói thì tôi nghe thấy là tới đèn đỏ nó cũng chạy cậu bạn ngồi nhậu từ sáng chiều không phải nói được mà và nhiều nhau có 30 giây đèn đỏ nó cũng chưa dừng từ sáng chiều ngồi nhậu mà chém gió đó độ mà Obama nói là cũng liên tục nói cái thứ gì nói được mà nhiều nhau 30 giây không chưa dừng rồi một cái điều gì thầy nói nhá nhá thì em biết là hai sao này
tôi dạy cho em suy nghĩ một cái thi thử là thi là thứ nhất để con dò thử rồi thôi ha. Em thấy là ai so với tôi một cái rồi thì cũng như là gì mà ghi vô, nhưng mà ghi vô là cũng cũng vậy, không có thấy cái giải nào nó nhẹ nào ghi lại là một cơ viên là thứ hai nào gặp nữa đâu, thứ khác cũng chết. Thứ nhất là kiểm soát trực tiếp các cái triệu chứng. Kiểm soát triệu chứng tức là điều trị cho cái sự cấp và giữ phòng cho cái sự cấp như thế. Thứ nhất là kiểm soát cơ gan sỉn và thứ hai là giữ phòng cơ gan sỉn. Vì thứ nhất chúng ta phải kiểm soát cơ gan sỉn là có bệnh thì giữ phòng. Thứ hai là trở về các hoạt động thường nhật. Trở về thôi nó dễ. Tức là không phải nghỉ học, không phải nghỉ làm. Tất cả các hoạt động thường nhật chúng ta sẽ trở lại các hoạt động thường nhật. Thì cho nó đơn giản. Là cái gì? Nghỉ ngơi vào ban đêm, đi học đi làm vậy thôi, tức là trở lại các hoạt động thường nhật của mình là mục tiêu phải làm vậy. Như vậy mục tiêu thứ nhất là kiểm soát cơ hiện sự và giữ phòng cơ hiện sự. Mục tiêu thứ hai là trở về các hoạt động thường nhật, gồm có gì? Đi học hoặc đi làm hoặc là giấc ngủ nó không bị gián đoạn. Chúng ta đi tiếp. Như việc việc điều trị thứ nhất là không dùng thuốc, như là kiểm soát vi sinh, loại các tố nguy cơ, giáo dục bệnh nhân và điều trị miễn nhiễm nếu có. Rồi, cái slide này quan trọng nha, cái tên dấu slide này. Thầy nhắc lại các em năm cái bước để chúng ta điều trị dị ứng nói chung và điều trị miễn nhiễm nói riêng. Cái này chúng ta coi đã học rồi chắc chắn đó. Và các em đi bộ rồi, và nếu đi bộ rồi và chúng ta không phục là thầy sẽ về nhớ hồ sơ lại coi lý do tại sao mình không nhận đồng. Có phải mua được ai đó rồi mua mua không? Điểm thứ nhất là cách ly dị nguyên. Đây các em thấy nè, ví dụ bây giờ cái người đã nhiễm phải aspirin mà có cái tên là AIA, aspirin induced asthma, tức là do aspirin chúng ta cách ly không dùng thuốc này. Như vậy cách ly dị nguyên ở đây nói chung, ví dụ chúng ta sẽ loại những cái con long xuất vật, phấn hoa, cái viên tiết thành long xuất vật phấn hoa và thuốc men, ví dụ aspirin men, ví dụ như chứ không phải là aspirin cái viên của đó. Bởi vì nếu mà do chất khác, do ibuprofen không, thì lấy một ví dụ như cái này nhớ, ví dụ như là aspirin. Vì thứ hai là bảo vệ tế bào mast, thì chúng ta có thể dùng là bromoglicat hay là nedobromil. Các em nhớ những cái tên này cho thầy. Tại vì trong phần tác nghiệm nó sẽ có những cái tên này nó đang xen lẫn nhau. Và không hỏi các em tên kỳ kiểu nhé. Nếu trong đề thi có tính lâm sàng để tên kỳ kiểu, ví dụ thầy ghi là Lodan thì thầy phải ghi tiếp là Bromoglicat. Bắt cũng trong đề thi không bao giờ mà ghi tên kỳ kiểu, không phải có tên. Cái gì mà đúng, nó là một cách là thực tế, nó rất là lời thường. Trong lời thường người ta ghi tên đấu ai ghi Bromoglicat đó, bắt buộc cái tên kỳ kiểu kèm bên này tên mặt chứ. Rồi khi làm xét nghiệm các em yên tâm là xét nghiệm trong đề thi phải có giá trị định lượng, không lo chúng ta phải học một cái lớp phải không? Nhưng mà khi mà đi thi phân táo thì vấn đề nó khác chút xíu là cho các em chuẩn bị đã phát mua lên đã phát vừa cái đơn thuốc về nhà rồi và đã giảm đi 10% 50% rồi. Trước đây mỗi khi phân táo là phải 2 giờ đề thi, 2 giờ cái định lượng rồi giảm xuống 50%, không thể mình mua mấy cái người đi trước. Mấy người nhớ mình là tại sao tôi đâu? Phải không? Mình phải tìm hiểu lý do tại sao? Đó, mấy anh chị ghi nhớ mình là tại sao giờ mình lúc còn 10 lên lúc mà thang gì? Đúng không? Đừng thang đấy. Cái việc cái chuyện cái bỏ thang khỏi lên về về cái trường trường này chắc dạy mình bỏ cái bỏ thang khỏi lên đi. Rồi thì chấp lại nha. Cái cố gắng hoạt động như thế này. Bromoglicat hay là Bromolin. Cromo là em như cái N, L, I, N. Cái tên gọi khác là Cromolin. Cromo đây có là chữ N, L, I dài N. Cromolin đây là Cromoglicat. Hay là Nedobromil. Những cái thuốc này là bảo vệ tế bào mast, không cho nó phóng hạt ra. Cái hạt đó là chất trung gian của họ. Cái kỳ tích này nhé. Bảo vệ tế bào mast không cho phóng tích các chất trung gian của họ. Có một đơn histamine, lơ côn đi em thảo
do phóng thích ra các chất trung gian hóa học ổn định histamine và lipoprotein ổn định. Rồi cái này lắm không? Chất bài này hóa học đâu cần hiểu rồi. Cái biện pháp thứ ba kháng lại chất trung gian hóa học. Nếu là histamine thì chúng ta dùng cetotin này. Thì việc dùng là xanthin. Nhắc lại các em lần nữa là trong số các chất kháng histamine đó chúng ta bỏ hết. Trong gen suy nghĩ dùng cetotin mà thôi. Nhớ là chúng ta không dùng đây là nghe kỹ này nha. Câu này các em cũng bị gãy ở phần tim đó. Nếu mà chúng ta dùng kháng histamine thì các em chọn thuốc nào? Một là thế hệ một. Clopidogrel mọi người ha, hay là Vicodin là thế nào bị nó vậy? Vậy nó không hết tất cả bỏ hết. Tại vì kháng histamine nó làm cho cái niêm mạc hô hấp nó bị khô đi, không có lợi cho việc hen suyễn. Trong khi ketotifen là vừa kháng histamine và vừa bảo vệ tế bào hết. Nghe kỹ nha. Bởi vì ketotifen nó có thêm một cái tính năng nữa là nó bảo vệ tế bào mast cho nên nó còn được dùng. Nghe. Trong khi những kháng histamine khác là không còn sử dụng nữa, không được khuyến cáo sử dụng. Nhưng mà cái vấn đáp hỏi là em chọn cái kháng histamine nào? Chlorpheniramine hay là tenofovir hay là fenofibrin hay là cetirizine là nói là vậy. Tại vì nhớ là nếu mà không buồn ngủ thì dùng fenofibrin, nếu buồn ngủ thì dùng nếu buồn ngủ thì tối buồn ngủ thì dùng chlorpheniramine được rồi. Đó mới là bài này. Mà không có nào hết. Em bị nghĩ thế này nha. Hiện nay thì các thuốc histamine không còn được khuyến cáo sử dụng cho người hen suyễn vì lý do đó là khô niêm mạc hô hấp. Chỉ còn một cái kháng histamine duy nhất là ketotifen, bởi vì chất này vừa có tác dụng kháng histamine vừa có tác dụng bảo vệ tế bào mast. Rồi chúng ta tiếp tục anti-lipoprotein. Trong số các chất trung gian hóa học đó thì lipoprotein mới là một phần. Chúng ta ghi tiếp nhé. Lipoprotein gây co thắt phế quản mạnh gấp hàng trăm lần so với histamine. Thầy không bắt kèm mà nhớ bao nhiêu 150, 200, 200 rồi đó. Cho dễ nhớ nhé. Lipoprotein gây co thắt phế quản gấp hàng trăm lần so với histamine. Cho nên khuynh hướng điều trị hiện nay là kháng lại lipoprotein. Cho nên khuynh hướng hiện nay là kháng lại lipoprotein. Tuy nhiên ở Việt Nam em chưa thấy bóng dáng của này nhiều lắm. Lý do là tại các bác sĩ chưa có nhiều cái tích lũy kinh nghiệm này. Mới quá thì không biết dùng cho bệnh nhân có tốt hoặc không tốt. Ta dò xét xem coi đối với đồng nghiệp mình dùng thế nào, xem nghe ngóng trong cái nhiều cảm giác trên thế giới thế nào. Rõ ràng thì thuốc này còn khá mới cho nên là các bác sĩ còn dày dặn nha. Đó là khuyến hướng hiện nay thì người ta dùng cái kháng lipoprotein. Ví dụ không tên là Sigulet. Đương nhiên là Sigulet này cũng có vấn đề, tức là nó có thể gây ảo giác của con người, gây một vài cái tác dụng phụ mà người ta lo về. Người ta lo chứ còn tác dụng điều hòa rất là tốt. Cái thứ ba là kháng lại interleukin số 5. Nói thêm cho các em khoanh một cái này, đây là câu hỏi mới so với interleukin 5. Tức là 2016 sẽ có thêm những câu hỏi về tỷ số 5. Bảo vệ phía trước nha. Còn điều mới này. Nếu các em có cơ nhà thì điện thông báo thế giới của chúng thì thôi em có thể là điều về đâu. Hãy chỉ nói vậy thôi. Nói một năm cực thôi nhưng không dám nên làm gì ai hết. Rồi, các em ghi nhận cái này nha. Tin tẹt lên tin 5. Interleukin là interleukin 1, interleukin 2 và tác dụng là interleukin. Thì cái thuốc này nó mới, cho nên thầy muốn là cung cấp cho em và mới hiện nay có không đâu. FDA tức là cục quản lý thực phẩm của Mỹ mới vừa approve, tức là mới vừa phê duyệt cho phép đưa ra thị trường. Chúng ta nói về thuốc này. Cái chất này đó là nó làm giảm hoạt động icon trong máu. Em thấy không? Hồi nãy là một cái icon không? Icon tức là nó làm tăng cái TGP, là phần triệu và phần tỷ cái NO này nó không xài và đúng là cũng làm đó, cho nên là cái này nó cũng có cái hay là nó giảm lại cầu icon trong máu và nó khác lại là cái số 5. Các em được học công thức này nhé, nước này bỏ qua cái đó chơi rồi nhé. Cái thứ hai tôi cần nhớ là
dùng cho người nghe xuyên năm hơn 12 tuổi. Nhớ câu chuyện đó là không phải dùng cho em nhé. Còn liều lượng thì nào cũng không quan tâm, liều lượng thì nó phải có kiểm tra. Nhưng mà có cái hay cái nhớ là mỗi 4 tuần nhé. Một tháng dùng có một liều thôi, rất là tiện đúng không? Một tháng dùng có lần. Các em xem vào đây là FDA, chữ F là food, là thức ăn. Chữ D là drug. Chữ A là administration, tức là cục quản lý. Administration là hành chánh đó. Cục quản lý tình dục học của Mỹ đã phê duyệt mới tháng 11 vừa rồi. Cho đến giờ là mới được có mấy tháng. Giờ là tháng 3, tháng 2 không? Như vậy được có 3 tháng không? Mới xuất hiện 3 tháng. Nhưng mà thầy thấy một thông tin tức là nó hay cái là tháng dịp có lần pháp dịch. Đúng không? Tháng dịp là thầy chưa có thể demo. Và nếu là demo thì sẽ có được một cái khóa. Vậy như vậy là hôm nay về chủ mở cái ngày này thì trong máy thật ra ha. Bổ sung lại một thêm. À, tác dụng phụ đau đầu, đau lên tim và đau lưng như là mệt mỏi các kỳ này. Bây giờ cái này có cần gì? Thứ nhất là cái quan trọng này nè. Kháng thể tên viên năm và giảm mức độ estrogen. Điểm thứ hai là dùng mỗi 4 tuần, đó là cái hấp dẫn. Điểm thứ ba là cái sức nặng trên 12 tuổi. Điểm thứ tư là tác dụng phụ đau đầu, đau lên tim, đau lưng và mệt mỏi. Và quan trọng là không dùng trong cơ thể sự cấp, không được ngưng đồ ngọt còn thì quyết tổng là được dùng. Các em biết cái này còn thì là nó sẽ rất là ảnh hưởng rất nhanh. Đang dùng còn thì quyết thì không được ngưng, đúng không? Tức là sử dụng cái này không được ngưng đồ ngọt còn thì quyết còn phần này là ví dụ. Thì còn một cái thầy các em sẽ ghi nhận một và thầy sẽ đưa ra một câu hỏi tình huống như thế. Phát biểu sau đây, phát biểu là sau đây là một câu. Thế là tất cả các cụ ta đây đều phải ngoại trừ. Nhớ là trong đây sẽ có một câu không đúng. Ví dụ, thầy sẽ nói là tăng bạch cầu, cái thuốc này nó là tăng bạch cầu ấy thôi. Đó, ví dụ vậy. Hay là liều của nó là dùng mỗi 4 tuần một lần. Hay là một lần gì đó, thân nhất nhất. Mỗi tuần một lần. Thầy tôi nói sai nghe. Thì các em cứ nhớ là tuần này không còn đâu không đúng. Cho họ biết trước thì là thầy tôi là vậy nha. Vậy xem các thầy coi như thế nào. Và bổ sung các ngày mà mình đã dày công sưu tầm và phao. Nếu có nhiều em đem phao vô cái vấn đề cô ở đây. Nếu em thương thầy cô đừng đem phao luôn. Bởi vì em học là một cách để đền ơn, đáp lại cái ơn của thầy cô đã truyền đạt cái kiến thức đấy. Rồi cô nói thầy nói sao, em đem phao là luôn với thầy cô trời cái gì. Thầy cô là người đưa đò, còn biết cái đò có gì mà không hiểu gì cái đò, còn có phao để uống với thầy cô. Nghe, thành ra nếu mà em đem phao thì cô cũng là lẽ đâu có dám đâu chỉ là sợ bị bạn không có nói. Để em đưa thầy cô mà, thầy cô sẽ không nghe nói gì hết, làm bị bạn không. Bởi vì cho ban đầu vào thì điều điểm thôi chứ không nói chuyện tình. Tại vì em không đi vô. Tiếp tục. À, chi tiết này nha. Bemolizumab này là thuốc mới nha. Rồi, chúng ta quay trở lại. À, bảo vệ tế bào đích. Như vậy hồi trước á, cái slide này năm ngoái là chỉ có hai con điện thêm cái ba này nữa. Là cái trạng kinh số 5. Ngoài ra bảo vệ tế bào đích thì chúng ta có corticosteroid. Tạc cái cell này là cái biết này. Nếu mà tế bào đích đó bị tổn thương, nếu là phổi ta bảo vệ phổi, nếu là nó bị đai ta bị viêm da, tức là nó bị đau ta bị đau. Tế bào đích là cái tế bào bị tổn thương. Là cái tế bào mà nó bị tổn thương là tế bào đích. Và như vậy thì chúng ta bảo vệ nó bằng corticosteroid. Như vậy corticosteroid thì chúng ta lần nữa tức là corticosteroid vai trò của nó là bảo vệ. Thứ hai là nó làm tăng đáp ứng cụ thể bên đây. Và thứ ba là nó không gây nhiễm. Nhưng NSAID, các em cũng cần kể một cái ví dụ mà NSAID nó đi bằng con đường mà lóc tóc gì. Còn nhớ, nếu mà tóc thì nó tạo ra prostaglandin, còn lóc thì nó tạo ra leukotriene. Như vậy nếu mà mình dùng NSAID tức là mình chẩn nó đang rồi thì nó chạy cái gì? Nó không bù được nào.
lên cơn hen suyễn là do bệnh viện nhận xét. Thật ra phải nhiễm, nếu là nhiễm thì phải là gì? PCR là các bệnh kháng thể đặc biệt không đủ các bệnh kháng thể. Mà những vấn đề là nhiễm máu của acid arsenic. Acid arsenic sẽ đi vào hai con đường, thì nhắc thêm như vậy nhé, ở lock cock. Lock là limo oxygenase và cock là cyclo oxygenase. Nếu mà mình chẩn cốc thì nó phải chạy được kia, nó cho ra lobotomy. Và lobotomy thì là tác động qua các ngoài mạnh hơn histamine luôn. Như vậy thì chúng ta sẽ không dùng chú ý. Như vậy còn cái quý sẽ là nó tốt cho người hen suyễn. Thứ nhất là nó là bảo vệ cho hồi đích. Thứ hai là nó tăng đáp ứng của beta 2. Và thứ ba là không gây dưỡng như không gây dưỡng và giả dưỡng như NSAID. Thành ra 11 mà đi hỏi là thuốc kháng viêm nào thì các em phải bỏ hết là thuốc kháng viêm khác nha. Đương nhiên là thuốc kháng viêm anzin thì không được. Anzin ví dụ như là papain hay là bromelain thì không có. Nhưng mà đụng tới NSAID là chống quy định đó. Cuối cùng, điều biệt, điều chứng. Thì có 3 thuốc làm giảm phế quản. Thuốc này các em lần lượt nha. Một là depin hay là các có acid và ba là chủ bằng beta 2 hay đồng bằng beta 2. Các em nhớ tiếng Anh đó là agonist. Agonist là đồng bằng antagonist, anti. Nếu như anti là anta, ví dụ đây là anta, antagonist là khác là điểm là nhớ như anti. Anti agonist gọi tắt là antagonist. Thế nhớ agonist, agonist là đồng bằng, anti agonist là đối vật. Đây là khác là rồi. Chúng ta sẽ có bây giờ qua slide này nói là cái gì? Em nhìn lên slide, em nhìn cho thầy ra thầy nói là ghi chú, có thích lên ghi chú slide đây biết là rồi. Ở đây thì short acting tức là tác động ngắn thì có salbutamol. Cái viên nó đây không rõ cái chi tiết này. Đây là salbutamol và tetbutalin. Kể cả slide này cũng chưa rõ thì ghi lại nhé. Salbutamol bằng anhydrol. Hai cái này là một cái và tetbutalin đó. Như vậy cái này như vậy hai cái thuốc mà còn cái thứ ba thì họ không nói nha. Thứ ba thì cái đó không không dùng theo nói nha. Cái thứ nhất là salbutamol và hai là tetbutalin. Các bạn nhớ nha, salbutamol và tetbutalin là hai cái thuốc tác động ngắn. Bên tay phải các em là forbenterol và salbutamol. Forbenterol và salbutamol. Lấy gì tiếp nhỉ? Nó đang kéo dài nè. Đây là salbu nha. Còn salbutamol. Không biết có ngủ nghiêng thể là tiếng mẹ hay tiếng bu nè. Salbutamol và formoterol. Này có kiểu lắm em nhớ rồi, formoterol. Rồi, mấy kia chưa? Bây giờ chúng ta có bambuterol. Bambuterol có nghĩa như bambuterol không? Bambuterol đó là tiền dược của tetbutalin. Em cuối cùng nó cho ra, nó ghi tiếp nè. Bambuterol đó là tiền dược của tetbutalin. Như vậy nó không phải là thuốc không thích kéo dài mà nó là tiền dược của tetbutalin. Cho nên bản thân nó khi vào cơ thể nó sẽ lần lượt nó chuyển thành tetbutalin. Và như vậy tự nhiên nó kéo dài. F1 và F2 nó tự nó và F1 nó tự kéo dài ra. Cái kia phía dưới này nha. Các quan sát cho thầy. Ở đây đó là formoterol. Ở đây là salbutamol. Như vậy các em thấy là chuỗi carbon nó dài. Đây là điều quan trọng nha, các em nhớ với thầy tình tương chỗ này nha. Thầy đi ghi mọi tự lượng thơ chỗ này. Nếu ai không tự tin thì chắc là việc thứ nhất. Còn tự lượng sẽ có cơ hội này đi qua. Bởi vì salbutamol và formoterol này nó có chuỗi carbon dài. Cho nên nó hơn dầu. Hơn dầu cho nên chịu chuỗi trong cơ thể lâu thì nó không mở và nó có thể bị kéo dài. Thì nó lại như này nhé.
những doanh nghiệp khác này. Phân biệt cái này, một bên là Bantolin SR LNP, Bantolin LNP, tiếng Pháp là LNP, Liberation Prolongée, tiếng Pháp, tiếng Anh là SR, và San Meteron. Như vậy hai cái này nó đều có dùng cái dài đó. Số 1 và số 2 thì có dùng cái dài hết. Sanbutamol, Sanbutamol ở trên là Sanbutamol SR, ta tập cơ dài. Ở dưới là Sanmeteron, ta tập cơ dài, mà hai cơ chế khác nhau. Vì vậy ở trên đó là do kỹ thuật bộ chế. Nghe kỹ nha. Sanbutamol là người ta cho vô một cái chất tá dụng để làm cho nó phóng thích tự lực. Như vậy là do kỹ thuật bộ chế, và người ta gọi là Sanbutamol SR gọi là gì? Hút phóng thích hoặc cái cơ dài, cái cơ dài này nhé. Sanbutamol SR là Bantolin đó, gọi là thuốc phóng thích hoặc cái kéo dài. Rồi, nhớ phân biệt nhé. Còn Sanbutamol là gì? Sanbutamol là thuốc có tác dụng kéo dài. Cái mẫu hợp đơn tuy chuỗi carbon bị cấu trúc của nó có chuỗi carbon dài, mà dài mà có nhóm OH thì nó không có, hay là không có nhóm OH nên nó thân dầu. Thân dầu nên tan trong mô mỡ và lưu trữ trong cơ thể lâu hơn. Như vậy chúng ta có thể nói Sanbutamol là tự thân cộng đồng. Còn Sanbutamol SR là do con người làm ra, do mình tác động vô, mình làm cho nó có thể dùng cơ thể. Nhắc lại, Sanbutamol SR gọi là thuốc phóng thích hoặc chất kéo dài. Còn Sanmeteron gọi là thuốc có tác dụng kéo dài. Hai cái khác nhau. Có thể về mặt bào chế, các thầy được bào chế có thể dùng từ khác. Thầy không biết thầy chưa gặp này từ như thế nào, nhưng mà em hiểu hai ý này khác nhau không? Một cái trên là do kỹ thuật bào chế, còn dưới là do bản chất của thuốc, bởi vì cấu trúc của nó dài. Và cái nhìn qua thấy là gì? Đây là Sanbutamol hay là Anbuterol. Nó chỉ có một cái vòng dây thơm này với lại một cái khối thôi, trong khi Sanmeteron là cái theo ở đây nó bằng khúc này nè, khúc này là ở đây thôi, nối thêm khúc này nữa, tới đây là bằng trên nè, ở đây cũng vậy, Formoteron là đây bằng cái trên, nó nối thêm khúc này nữa. Như vậy Sanmeteron và Formoteron này có tác dụng kéo dài bởi vì nó cần nhiều, như vậy thôi, bởi vì nó cần nhiều. Cho nên đây thì là long acting và short acting nha, được không? là cái therapeutic window
hay là khoảng hai mươi gram tức gram này, cơ sở dữ liệu đó là từ 6 đến 11 microgram trên ml. Tức là khoảng này là em chịu lên đây, từ đây cái chịu lên đây, ngay đây là cái khoảng dữ liệu. Như vậy từ 6, đây là em ngó đây, từ 6 đến 11 thôi, bắt đầu 15 là có vấn đề và 20 là không được vượt quá cái ml này, không được vượt quá 20 microgram. Ở đây là gọi là ngộ độc rồi. Đây ngộ độc. Vậy thì những giải ở đây bằng ý với đây, nếu mà tới 35 microgram là tử vong, trên 35 là tử vong. Thành ra tiêu người ta ngại dùng là gì? Ngại dùng là tại vì cái khoảng trị liệu nó quá hẹp. Nhích là một chút thì đọc, nhích xuống dưới là không có tác dụng. Hiểu hiểu không ạ? Các em thấy là nếu mà dưới 5 này có tác dụng thì cái chỗ chắc chắn là không có tác dụng nè. Và trên đây là màu đồng nè, trên đây là đồng, dưới đây là không có tác dụng. Như vậy các em có nhớ là nằm được khoảng 6 đến 14 microgram mà các em quanh này có này. Chữ này. Cái nào thì kêu quanh là cái học một. Một cái nào cái kêu bỏ. Một là 6 đến 14 microgram, hai là con số 20, không được vượt qua 20 microgram. Trong các cái bản hướng dẫn ta ghi rồi, con học một 20 microgram. Nếu vượt quá đó, chỉ cần các em đẩy lên là 15 thôi, 14 mà các em qua tới 15 thôi. Bắt đầu là rung chi nè, hiếu động, rung chi, nôn mửa, tim hồi đọt đến nóng ngực, rồi lợi tiểu, rồi sau đó kích động bồn chồn, tức là tất cả cái này tăng lên nè. 15, 20, 25, các em cứ nhân lên là 15, 20, 25, cứ tăng lên mỗi một miếng, mỗi 5 microgram, mỗi 5 microgram, nó tăng lên. Các em có thể ghi như vậy không ạ? Ví dụ đây, chúng ta ghi nè. Đây là 15 nè, 20 và 25 nó tăng lên. Đây là tiếng Anh, đây là tiếng Việt, các em dễ nhớ. Để các em nhớ là chỗ này cái gì? Nếu mà nói về kiểu cái gì? Điểm thứ nhất là tôi nhớ là cái khoảng cái liệu nó hiệu quả là từ 6 và 14. Nếu dưới 6 thì không hiệu quả, mà trên 14 là đồng tính. Thế mình nói. Bắt đầu 15, là đây con số này 15, là cái pháp nhất là 15. Lên tới 20 và 25, thì mình nhớ. Và trên 30 nữa là bắt đầu có nguy cơ. Co giật, các em đọc đây nè, co giật, sốc về tim và gây loạn nhịp và đưa đến tử vong. Bên trái là hiệu quả, bên phải là độc tính. Như vậy người ta lo ngại là tiêm vaccine là bên cạnh hiệu quả và độc tính. Cái slide này về đi đọc kênh nhé. Anh nhớ là sẽ chuyển em chuyển cái micro, chuyển cái email cho mấy bạn để lên đầu cái này slide màu được tập tiếp tục. Thì bằng thuốc. Như vậy thì trong số các thuốc này thì đây là mạnh về thuốc mới, thì đây nói thuốc mới. Và cái thứ hai là Evelyn thôi chú ý. Tại sao Evelyn hiện nay đang ứng dụng là sống dụng bởi vì đặc biệt là cái xuyên về đêm, cái là cái xuyên nó khó điện lên ứng dụng đó. Tuy nhiên nó có đặc biệt là bên cạnh cái tác dụng dụng lý thì nó có tổng thức phía bên cận kề đó. Vừa nhất là một cái là thấy là coi như rung tay chi lên rồi, coi như hôn mê rồi, và nên đó là bị tử vong, người ta đã lo ngại. Nó khác, điều phi nó khác, cái phi linh cũng là những sạc tiền, nó khác điều là sao? Cái điều phi linh thì nó lại, cái phi linh thì nó lại nó hơn vấn đề tiền hơn, và điều phi linh thì không. Mặc dù cũng nhớ, những sạc tiền đó, nhưng mà cái phi linh thì có tác dụng hơn vấn đề tiền hơn, nên cái giá dùng nó yếu hơn. Đây một cái sau rồi đó, một con người đó nhé. Đây tiếp. Còn nói về điều gì bằng thuốc, hồi nãy là chúng ta nói là cách ly dị nguyên. Chúng ta làm thì làm đó thì là biện pháp không dùng thuốc. Còn cái pháp dùng thuốc chúng ta là gì? Thuốc giải phế quản, thuốc kháng viêm, các thuốc khác và kết hợp thuốc. Giờ mình tiếp theo. Nguyên tắc điều trị. Hồi nãy thầy nói thì các em còn nhớ không? Một là viêm, hai là đúng vậy. Một là viêm, hai là co thắt phế quản. Thì ta làm cái trước không? Các em coi lại hết. Về thử các em kiểm tra đúng như thầy có nói đúng gì không? Và các em còn thật bất từ bất kỳ xuống nào cũng là nó. Nếu là thành phố thật tiêu biết cũng là cái viêm. Nếu người ta bơm cái quy đề xuống thì người ta cho bơm cái beclometasone cả là kháng viêm. Còn nếu cho uống đèn bút thanh niên, xăng, metron, bơm dần nhiệt
diễn biến, đó là dạng kế hoạch bao nhiêu lắm là chuẩn mực chứ không còn gì là diễn viên chắc dễ là dễ mình lấy cái điểm, còn mấy con kia là mình cái gấp nửa đá để mọi người cũng đầu tư mình. Cô giáo hỏi một cái gì thì là tôi nhìn nửa cái gì là gì năm nghìn quá nhiều một cái nước là nhiêu 8.000 nửa cái nước là nhiêu 4.000 một cái bánh là nhiêu 200.000 nửa cái bánh là nhiêu dành nhiều tôi bị lẽ nói em có đúng tới em thì nó sai một cái giá trị là 10.000 đồng nửa cái gì là 5.000 đồng một cái phước 8.000 đồng nửa cái nước là 4.000 đồng một cái bánh 200.000 đồng vậy thì nửa cái bánh là triệu quá trời tại vì qua ba cá độ chắc nửa cái của triệu chúng ta qua cái sơ đồ này thì chỉ nghe một cái cách để giải quyết vì khi mà các em đi đưa người em sẽ em không có gặp được bạn chúng ta nữa còn nếu mà ai sau này mình đúng cái lĩnh vực đó thì ta mở là cái cách cứ định coi đây em đủ cái này chỉ là để chúng ta có một kiến thức nào mà nhé cuộc sống chúng ta phải tìm tài liệu kiến thức nào đây là cái gì ở đây là tiền lâm sàng đây là cái này là thính hoàn tiền tính hoàn còn đây là giai đoạn first tên là giai đoạn như vậy chúng ta thấy là very new tức là rất nhẹ rồi nhẹ rồi hay sự moderate tức là trung bình và moderate silver tức là nặng ở đây rất nặng là gì nè rất nhẹ nhẹ trung bình rất nặng và nặng là gì được được nè rất nhẹ còn đây là gì đây là người bình thường nhé người bình thường nhưng mà tiền bạc và có thể bị hệ chuyển là dễ bị nhiễm đó rất nhẹ nhẹ trung bình moderate tức là trung bình moderate silver tức là rất là nặng thôi còn silver rất nặng thì chúng ta sẽ xem cái việc đầu tiên cái nền tảng nhất của chúng ta là cái gì là kiểm soát môi sinh môi là môi trường tức là sinh sống kiểm soát môi trường sinh sống là kiểm soát môi sinh environmental control kiểm soát môi sinh và giáo dục bệnh nhân tại sao giáo dục sao đâu nhiều khi nói là chị về chị nó cho mình nói không được không tôi thích bởi vì biết là con chó nó có thể khi chúng ta kiểm tra sau khi kiểm tra biết chúng ta cho nó cũng còn cái gì rồi cái đó của nó con vừa thích nó thì nó chỉ con chó hoặc là con vừa tập nó rồi nó quyết định là phải giáo dục bệnh nhân có hiểu vấn đề nhá và giáo dục bệnh nhân việc thứ nhất việc thứ hai là short acting ha tức là tác động ngắn on demand là khi cần nhưng mà chúng ta dùng cái chủ bệnh beta 2 tác động ngắn khi cần cái câu đó chủ bệnh beta 2 tác động ngắn khi cần như vậy các em thấy cái gì thấy điều gì rải từ cái mà rất nhẹ cho đến trầm trọng là đều có cái bóng dáng của nó đúng không lúc nào cũng phải có là gì beta 2 tác động ngắn on demand là khi cần phải không? Tiếng Latin là B phở R N B phở R N B R N tức là khi cần và các em ghi nhận trên này thì chúng ta có B R N tôi tiếp tục nha như vậy thế là lúc nào phải có cái beta 2 tác dụng ngắn khi cần rồi bây giờ ngoài ra các em thấy nè nếu mà thấy là bác sĩ mà kê đơn là có đây là zero của ICS tức là inhaling còn cái corticosteroid mà nếu là zero gicoral thì biết là bệnh nhân nằm như thế nào rất nhẹ còn nếu mà thấy bác sĩ kê đơn là sụt một nhát á là bắt đầu chuyển qua cá đó còn nếu đây là hai nhát 500 gicoral là một nhát sụt nếu mà 1.000 gicoral là hai nhát đây là 4 nhát sụt thì chỉ cần nhìn qua cái toa thuốc và biết bệnh nhân ở mức độ nào các hiểu ý kiểu này mình hợp tác với bác sĩ đúng không bác sĩ kê đơn mà mình hướng dẫn bệnh nhân là không có gì mà khập khiễng bác sĩ kê đơn là hai nhát thịt phải hiểu là bệnh nhân đang tiến triển nặng hơn bốn nhát thịt tức là 4-500 một nhát thịt là 500 microgram thì các em biết là 2.000 microgram là 4 nhát thịt là biết nặng lớn rồi 4 nhát thịt rất nặng rồi nhưng mà các em thấy cái độ dốc đúng không nên còn tiêu hóa sẽ là cái độ dốc tăng lên lên rồi ha để các em tiếp tục này
cái này là quyền hạn nữ nha, additional therapy là quyền hạn nữ đó. Thì những additional therapy để các chị có tên ra ngoài có thể là gì? Theophylline hoặc là bimbraprobium hoặc là cromolin nha. Các như này là một là cái additional therapy không phải là cromolin trong trường hợp các sự kháng sinh. Theophylline hoặc là bimbraprobium hoặc là kháng cromolin. Lát chúng ta sẽ nói lại cái đề này. Cái chuyện additional therapy tức là FO tức là thêm bồn đồng, thêm bằng là có thể thêm cromolin, thêm cái imbrabolin v.v. Và cuối cùng là prednisone. Thì các em quay qua cái quan sát đó nha, là bệnh nhân này vẫn dùng beta 2, vẫn dùng một cái huyết sông thích và một cái huyết sông uống. Như vậy các em chú ý cái này nè, nếu mà bác sĩ kê đơn này bơm mấy nhát xịt trong thời uống prednisone, phải hiểu là không có gì mà bất hợp lý nhé. Là nếu mà phải dùng uống dừa bơm đó, là đó là bệnh nhân hiểu được không ạ? Là cho phép chế độ mà đặc biệt là cho phép vừa uống vừa bơm. Chúng ta phê phán cho nó là cái to thuốc này như không ổn đó, tại sao còn cái quyết đường bơm ví dụ, và tại sao mình có cái vụ là đó là cái bắt đầu nha. Bây giờ để giảm đi mà khi mình nhân ổn định là mỗi 3 tháng là ổn định, là bỏ cái bỏ đầu tiên là bỏ gì? Bỏ được vụ cái đầu đơn cho một lần hết đơn xong đầu tiên là bắt đầu mình bỏ được prednisone. Rồi sau đó chúng ta bỏ được gì? Chúng ta chuyển từ 2.000 xuống 1.000, chuyển xuống 1.500, chuyển 1.0. Rồi lát mà nghe là beta 2 đi cần là biết là quá một lần đứa bé là còn nếu ta làm đúng quy trình này coi chừng là nó bệnh nhân cứ bị hoài, nó không có tỷ lệ được nha. Qua cái slide này thì các em nhớ gì, nhớ được thầy nhắc lại rồi đó, là các em nhìn cái độ dốc của cột tiết quyết, và khi chúng ta chọn cái đường uống mà bác sĩ ghi rằng là hai nhát sẽ đi là hai nhát, và còn thấy thêm theophylline, thấy thêm ibuprofen là biết rằng là nó sẽ tăng dần, khúc này là tăng dần rồi. Còn thấy mà cho một cái viên prednisone là biết là mình là vấn đề cuối cùng nè. Beta 2, corticoid, đường sông tích và corticoid, đường mụn. Đó, là một lời cảm nhận nha. Thì cái biểu đồ này, cái sơ đồ này là một cái đơn giản tối thiểu để chúng ta đi tư vấn gần như đủ. Còn các em không biết chi tiết thì chi tiết là bên sau nè. Từ dưới 1 tuổi, 1 đến 5 tuổi, trên 5 tuổi phải chia ra rồi ra rõ. Rồi lát nữa cái người đó hen suyễn mà đang mang thai, cái người đó hen suyễn còn nhiều lý do vô cắn sức, do đầu về thực quản, còn rất nhiều chi tiết. Còn cái một cách chung nhất mà các em bí hết rồi thì lấy cái sơ đồ này là cũng đủ để chúng ta nói chuyện nha. Các em cứ mở hồ sơ ra, là hồ sơ ra thấy mà bác sĩ kê đơn là có còn thể biết. Em thấy khi nào có còn biết là bắt đầu. Cái chữ mà sơ đồ đây là thuốc này nó lại là very new, tức là rất nhẹ. Nếu không có còn biết là yên tâm, mà thấy còn cái quyết cô là biết rất là lên, nhưng mà không phải là cái gì lên, nó là phát đồ cái gì tận tên cũng như người bệnh nhân liên tiếp nha. Quý vị hỗ trợ bây giờ có 3 chữ mà các em cần nhớ, chỉ cần các em nhớ ở người hen suyễn đó thì nó bị hạ kali huyết do 3 nguyên nhân, và chỉ các em cách nhớ là ABC. ABC nhớ chữ A là asthma, tức là khi mà thở gấp như vậy là hạ kali huyết, thì asthma là do thở, do cái bệnh hen suyễn là nó làm cho hạ kali huyết. Cái thứ hai là beta 2 agonist, chữ B là beta 2 agonist. Cái thứ ba là chữ C là corticosteroid. Như vậy các em nhớ là gì? ABC. Và một trong cái thi thực nghiệm ta sẽ có đó là ở người bị hen suyễn, những nhân là sau đây có thể là hạ kali huyết, thì nhớ là do bệnh hen suyễn nó làm hạ kali huyết. Cái thứ hai là do sử dụng beta 2, vậy thì mình sẽ dùng corticoid. Về trong ba cái này đó thì sẽ đưa đến việc yếu cơ, kể cả cơ đó đau cơ, co rút cơ, loạn nhịp tim, chướng bụng, giảm đường ruột, táo bón và buồn nôn, tất cả điều này là cho thấy bệnh nhân đã hạ kali huyết. Thì thầy đã chứng kiến một trường hợp là xe
từ nhà kêu xe bệnh viện chở về bệnh viện cấp cứu, thì vô lên mới truyền dịch xong đứa bé ngồi dậy dậy mà lại ối ra cái xe luôn, tức là nó hại cái huyết của nó đỏ nhịp tim, đau bụng thì tất cả những cái đó là do nó bụng đây. Thành ra trong điều trị hen suyễn chúng ta hỗ trợ như thế nào? Thì thứ nhất là đối với hen suyễn chúng ta đi từ cấp, thứ nhất là bổ sung thực phẩm có kali. Bước thứ hai có thể dùng cortisone. Bước thứ ba chúng ta có thể phải dùng tới KCL. KCL biết cái KCL là chloroquine, chloroquine thì được uống hoặc là truyền KCL uống hoặc là được thì phải uống ở cái dạng phóng tích hoặc kéo dài. Kaleolin và các nhớ kaleolin này là thuốc phóng tích hoặc kéo dài. Lý do mà nếu uống KCL uống clomipin mà phóng tích cổ điển đó thì sẽ gây gì đấy? Tại vì kali và H, H cộng K cộng ATPA, còn nhớ không? Cái bơm proton là đổi H cộng và K cộng, nó tẩy K cộng ra, nhé. Thì H cộng chạy vô cái điểm, nguyên điểm cho mình đem. Kỹ thì nó lại nhé. Cấp độ thấp nhất là thực phẩm. Với cái hiện chúng ta bổ sung thực phẩm có chào kali. Ví dụ đây nè, trên bài này là chào kali chuối nè. Trái bơ, avocado, rồi trái cam, bây giờ các em trong Anh Quốc này đó là thực phẩm giàu kali. Cái thứ hai là theo kinh nghiệm của một số bác sĩ mà một số nhân viên y tế là khuyên là dùng cortisone, trong cortisone có kali. Cái thứ ba là phải dùng thuốc. Dùng thuốc thì có thể dùng KCL đường uống hoặc là truyền tĩnh mạch. Hay là đủ là phải dùng cái viên mà không phải chú ý nữa, mà là cái viên thì được là viên phóng tích hợp kém cao KCL thì được là viên phóng tích hợp kém cao dài để không bị kích ứng dài dài. Em còn nhớ cái bơm proton là H cộng, đưa H cộng vô để đẩy cả lên ra. K cộng và H cộng nó trao đổi với nhau, H cộng đó là proton. Như vậy bơm proton tức là đổi hai cái này là để giữ cho cái pH nó ổn định. Nếu nó mất ổn định thì chúng ta thêm cái viên nữa là inhibitor PPI tức là proton pump inhibitor, ức chế pump proton. Và nhớ là KCL thì phải là KCL cái kéo dài để nó không gây kích ứng dài dài. Rồi còn cái phát đồ nữa là có hoàn thuốc cần được ghi nhận. Thứ nhất là hôm nay là chị có thấy nè, chủ bậc beta 2 phối hợp với cầu tiền, đây là một bên là giãn phế quản, bên này căng kim là cặp đôi hàng nào, một bên là căng kim, bên thắt phế quản là căng kim, là số một, đúng không? Ghi nhận lại nha, beta 2 là giãn phế quản, đây là căng kim. Cái thứ hai, đây là căn nguyên tiếp và nguyên rút ở đây là, đây là gì? Đây là phối hợp hoàn chỉnh, phối hợp hoàn chỉnh. Beta 2 beta amylin là chấp nhận giữa hai cái dạng phế quản với nhau. Tuy nhiên có thể làm tăng động tính, cái nguyên này là tăng động tính. Ở trong tài liệu chúng ta tăng tính mà không biết muốn cái nào tăng động tính. Cái thứ ba, beta 2 với các cố định, ví dụ như là các bác sĩ ghi cho bệnh nhân là beta 2 là một cho Edisto therapy, tức là trong tiếng tiếng ibratolin, mà hiểu là bệnh nhân không đáp ứng với một cái beta 2. Nghe kỹ nhỉ? Nếu bạn thấy là bóng dáng của các cô điện sức thì đó là gì? Là bệnh nhân không đáp ứng với một cái beta 2. Ít đáp ứng, phải không nào? Bệnh nhân ít đáp ứng với một cái beta 2. Rồi, chromolin, nãy các con nhớ chromolin và chromolin khác không? Là bảo vệ tế bào mạch, còn nhớ không? Thì trong trường hợp nào, trong trường hợp bệnh nhân hen suyễn do kháng sinh, ký hiệu là EIA, exercise induced asthma. Còn nãy là AIA và EIA, tức là hen suyễn do kháng sinh, thì người ta dùng thêm chromolin. Vậy rất rõ nha. Các em nhớ là 11 sẽ có câu hỏi liên quan cái này nè. Trong trường hợp hen suyễn kháng sinh thì người ta phối hợp thuốc thế nào? Người ta đưa ra mấy cái trường hợp phối hợp đó, các em phải lựa chọn.
hay là trong trường hợp gì nhân dân thì ta sẽ được gọi trong đây có cái là đúng là sai, câu hỏi cũng rất là rõ. Bây giờ vấn đề của này là một cái vấn đề là vấn đề về phòng giải quyết ở các liên quan cơ chế này. Thật ra nãy thầy nói là có những cái phần liên quan khi thầy không cho các em thì không cần bắt các em học không, nhưng mà những cái liên quan đến chúng ta cần biết thì chúng ta không có làm ở cái ngưỡng đó, như là trường trung này, cao đẳng này, rồi trường đại này, chúng ta phải phân cấp rõ ràng. Nếu mà các em được trường trung mà trường tám tới thôi mình đã làm được điều đó thì em phải dùng hai năm sáu lên thì các em thấy này. Đầu tiên còn thì có là các em làm bài được. Đó. Ủa cái này các bạn này, như vậy còn cái quyết và cái cường giao cảm và các quan hệ xuất hiện tại trong lời mới học nghe, nghe cho kỹ nha. Ví dụ như là đây là ví dụ như là beta 2 này là nhãn phế quản mà các quan hệ xuất hiện cũng nhãn phế quản tại sao ta mới học được nghe như ta sẽ tự nhé. Đây các em nhìn thấy này, ATP tức là A địa điểm triple pass, A địa điểm monopole pass cycle tức là AMP còn chất này là nhãn phế quản cho nên chúng ta sẽ tăng cường cái beta 2. Còn GTP tức là guanin triphosphate pass là guanin monophosphate pass, C là còn thì gây co thắt phế quản. Các em nhớ cái này giảm này co thắt là khác là cái này đúng không? Đó được không? Như vậy cái việc mà phối hợp giữa các protein acid với lại beta 2 là cái chuyện hợp lý, hai cơ chế khác nhau hoàn toàn. Để dễ nhớ thì các em nhớ như thế này, beta 2 thì AMP1 còn khác có điều là GMP1 đơn giản thôi, GMP và AMP1 một bên là giảm bên dịch của nó. Tiếp tục là nha, tiếp tục này. Như vậy hồi nãy thì có nói con là beta 2 cái phối hợp với sang thì có nhớ không? Được, nhưng mà ta đọc cho những cái chú ý nè, sang thì chúng ta đọc gì? Một là ức chế phosphodiesterase và làm gì, đó là kháng lại cái a điện cụ thể adenosine, kháng cụ thể adenosine. Rồi bây giờ kháng cụ thể adenosine, giờ các em chú ý cái này nè, như thế này nhé. Như vậy thì ở đây cũng có phosphorin thế nào vậy, tại sao mình không có hợp sang tên với lại các phosphorin thế? Hiểu kiểu không ạ? Bởi vì phosphodiesterase nó sẽ làm gì? GMP1 biến thành cái này là cái mình cần. Nó phải, cái chất này mình không mong muốn, nó gây co thắt phế quản thì mình phải cho nó biến thành cái khác bất hoạt thì mình phải phối hợp tốt. Mà mình bất hoạt nó thì sao? Nó giữ nguyên an GMP1 thì nó co thắt phế quản thì không phối hợp vậy. Các em không thấy cái nhóm teofilin với lại acrolin thấy gì đó không ạ? Xem kỹ là nhân vị coi lại như thế này, tại sao không phối không phối hợp teofilin với lại acrolin mà cho cái phối hợp teofilin với lại beta 2 nhớ như này nha. Bởi vì cái AMP1 là cái bình thường, còn GMP1 cái bình thường loại bỏ, thì nếu AMP1 mà nó chuyển thành 5 bảy AMP1 là coi như hết tác dụng rồi, nghe kỹ nha. Đó thành ra mình phải ức chế cái này, ức chế phát bội ra để cho đừng có thoái hóa này mọi người. Các bạn nhìn thấy này nhé, xăng tin sẽ ức chế phát bội ra ngăn sự thoái hóa ai mọi người. Rồi vậy chi tiết cái về cái bình thường hướng dẫn bình dịch khô và dịch nước thì các em ghi chú là các em ghi này là xem trong phần thực hành, xem trước khi thực hành. Xem chỗ này nha, thầy là thầy đưa cho nó để các em chuẩn bị chỗ này là nên phần này là xem trước phần thực hành, cái này cũng vậy. Thầy sẽ còn nói bây giờ là các bạn trong cầu kỹ chúng ta xem trước phần thực hành chúng ta tiếp. Đây bây giờ cái này là cái ta học là học lý thuyết và nó tiếp tục học nghe. Bây giờ các biết là ngoài đây, ở ngoài đây gọi là khí quản, các em gọi là khí quản nhé, từ đây phế quản từ trên phế này. Ok, trong cái khi mình tính qua cái hầu á, đi vô trong phổi là cái cuốn phổi đó là phế quản, khí quản sẽ là khí quản, khí quản xong tính phế quản, phế này sẽ là được vô trong đây.
Bây giờ các em chú ý một điều này nha. Nếu mà cái hạt tiểu phân, cái đây là viên pin nè, kích thước tiểu phân của ví dụ, em dịch gì thầy này ha, diameter là kích thước, particle là tiểu phân, aerosol là của ví dụ, nếu nó trên 30 thì nó chỉ bám đây thôi. Như vậy cái ví dụ đó mà nó lớn thì nó chỉ tới đây mà không vô lên mỗi được. Mà cái chỗ mà bị viên, chỗ có thắt là phút trong cái này. Như vậy cái ví dụ mà người ta nhà sản xuất là làm bắt buộc nó phải nhỏ mà nhỏ quá mà chị nhỏ quá thì không vô được máu được, mình cần nó phải nằm lại trong một. Nên các em hiểu tại sao mình không dùng đề sa mê ta dôn làm ví dụ, không dùng đề sa mê ta dôn làm ví dụ, không dùng prednisone để làm ví dụ. Bởi vì nhất này là cái sự cây dụng rất tốt đi vô trong máu luôn không được, cái mình cần là nó không đi vô trong máu mà nằm lại trong phổi mới là cái gì không em ạ. Rồi giờ ta đi tiếp này, nếu là 30 và giảm từ từ như vậy các em nhớ thầy một cách gì cho dễ nhớ là thầy không sẽ đổi nó thành 3. Như vậy giảm đi gấp 10 lần thì nó buộc phải này nha, thay vì 20 thì ta sửa lại 3 cho nó dễ. Từ 30 qua 3 tức là mình tự đổi nhau đó, tức là giảm đi gấp 10 lần nó mới vô cái bên này. Như vậy bắt buộc cái ký dùng mình phải cho mình nhận định là nó phải nhỏ, vì muốn nhỏ như vậy thì chúng ta phải tính tới cái khoảng cách. Thế này nắm được phải không? Rồi. Như vậy thì cái kích thước của cái phân cái ký dùng đó của cái hạt đó nó tùy theo cái thước để nó vô trong vị trí nào. Nếu nó lớn thì nằm đây thôi, nhỏ nữa cho nữa và nhỏ càng nhỏ nữa vô cái trong đây nha. Đó chúng ta đi tiếp ha. Rồi. Bây giờ trong cái hướng dẫn của bệnh nhân thì có một chi tiết mà các em phải nhớ. Và đi đi hóa đáp kể cả trong một cái lượng các em phải nhớ chi tiết này. Khi bóp một nhát thì bệnh nhân phải hít vào đầm. Nó ngược lại lưu định, lưu định là chúng ta cho bệnh nhân hít vào đầy mỗi và thở ra cái tiết là lưu định tối đa. Còn bây giờ chúng ta làm ngược lại là gì? Thở ra tối đa thì lưu định hết một tiếng ra để sẵn sàng đón nhận bút. Và nếu các em không nhớ chi tiết này vô các em đi vấn đáp các em nói sai mất vì run quá vô run không ai mà vô nó còn bình tĩnh kể cả bất cứ người nào, mà nếu các em không run là các robot chứ không phải là người, vô đó run là bị nhầm đường. Nhưng nếu chúng ta nắm chắc vấn đề là gì nhỉ, tại sao nó ra để bị đuổi cái không khí để cho hút, còn lưu lượng định là phải hít vào để bị căng phòng cái phổi lên để mà tính cái lưu lượng định. Hai cái ngược lại, sau khi hít vào rồi nên sau khi thở ra hết rồi ta đưa cái phụ nghiệp bộ vô bốt một nhát đồng thời hít vào tập chậm. Và đây là gì, lý do tại sao nếu chúng ta cho bệnh nhân hít nhanh đó, hít nhanh thì cái bên phế nang mà lành lặn nó sẽ được hút nhiều hơn, trong khi chỗ viêm cho qua tắc thì hút ít hơn. Hít nhanh thì nó sẽ ưu tiên, nó sẽ chạy hết qua bên kia, như vậy không có lợi. Bắt buộc cái động tác là bóp một nhát đồng thời hít vào thở chậm. Cái nghi thầy cô này, cái câu này thích này. Trong hướng dẫn sử dụng bình xịt đó, thì có một câu nói là có một giai đoạn là gì? Bóp một nhát đồng thời hít vào thở chậm. Và lý giải thì như thế nào? Bây giờ cái khóc thì airway này, cái gì là khóc bên airway bên này khóc bên đây là nó bị bế tắc. Do cái gì các em hay ý? Một là do viêm, hai là co thắt phế quản. Hết vào nhanh thì cái cuốn nó sẽ ưu tiên chạy qua cái bên cái phế nang lần là một phế nang mà bị viêm thì co thắt sẽ không được nhận được cái lượng cuốn đủ. Bây giờ tiếp theo hết vào chậm thì cả hai đều đầy đủ hết. Nhưng mà mình chấp nhận là cuốn nó đi qua bên kia nhưng mà cái cuốn mà mình mong đợi nó có, chứ không thể nào các em chạy lên bên em cho kia được, nhưng mà nó bằng nhau 50-50 là chấp nhận. Còn nếu còn nhanh thì cái bên kia là không có cuốn. Rồi. Còn một chi tiết nữa thì chúng ta kết thúc bài học. Đó là ống điện. Ở đây các em ghi chú cho thầy nè. Đây là cái bình xịt định liều. M là meter do, cái đây là dose. I là inhaler. Mét là mình là đo đó. Công tờ mét là đo. Chữ M là meter tức là đo. Chữ D là dose và chữ inhaler viết tắt là MDI tức là bình xịt có định liều. Nó khác với bệnh viện không cần, bệnh viện người ta lấy một cái ống rồi người ta dùng những cái đồ phun sát khuẩn để chụp cái mặt nạ cho đứa bé.
nó vẫn nói chuyện bình thường, nó vẫn nói chuyện, nó không cần phải thao tác gì hết. Chụp mặt nạ vô, chừng nào mà bệnh bác sĩ rút cái mặt nạ ra. Ở nhà là không làm được việc đó, ở nhà là phải đúng liều, nó đúng cái bọn ở bệnh viện thì bác sĩ làm này hiệu quả lắm. Chụp cái mặt nạ vô là có dùng một cái máy bơm để đẩy thuốc phun khí vô, những cái phun sát khí vậy phun vô nó sẽ nói chuyện, nó cứ nó thở bình thường. Lát gọi thấy mặt tỉnh táo rồi lấy mặt nạ ra là có. Nên cái đó là tầm là bệnh viện mỗi nhà là M để đi, tức là mình có liều. Cái bình này là cái khúc này là cái khúc này là cái ống đèn. Cái đèn qua đây này, đây là ống đèn. Nó chỉ là thầy thấy trên mạng nó dưới nó thầy nó lấy dây cái suối này đục cái lồng đưa về như này để nó gắn cái đèn đây và làm việc nó được mình chỉ cần một cái chai nhựa thôi đục cái lỗ đây cái gì cái mở cái nguyên cái này thấy là nó dùng cái bình ở trong khi một số lúc ta làm việc không có ống đèn và sau khi mất cái bình thì khó cái bình đó tôi lấy cái keo silicone cái gì nó bắn cái đấy để giữ cái bình. Như vậy các em thấy nè, đây là cái bình MD, đây là cái bình đèn. Các em ghi cho này nha, đây nè. Rồi ghi theo lý do là bình đèn là làm sao, ưu điểm của nó là gì. Các em ghi cho này, cái ưu điểm của nó là gì. Em nhớ rằng là cái đường đi càng dài, đường đi của dung môi, đường đi của cái quan càng dài thì dung môi nó bay hơn, làm giảm kích thước tiêu hóa, ghi cho các bạn ha. Mình kéo dài đường đi của các hạt khí dung. Buồng điện này để kéo dài đường đi của các hạt khí dung. Các chỉ mũi tên đó là gì? Dung bay hơi. Chỉ mũi tên đó là giảm kích thước tiêu hóa. Mũi tên nữa là hút đi đến tận cái này. Biết các bạn hiểu ý nào không? Chúng ta hình dung nếu mà nãy không có buồng điện trực tiếp đây đâu, trực tiếp này làm vô mỏi nè, còn đây buồng điện nè thì đây nha, thấy chưa, kích thước nó giảm dần, nó đi càng dài thì nó là bốc hơi dung môi và nó càng nhỏ. Mà nãy là 30 km là ở khí quản, 30 km là vô tới tận cái đèn rồi, cho nên là cái buồng điện nó hay như vậy. Bây giờ thầy sẽ giải thích đây, người ta đã làm nghiên cứu công nghệ nghiên cứu và được công bố. Nếu chúng ta dùng 100% lượng thuốc mà theo cái cổ điển là MDI thì có 9% thuốc vào trong phổi, 10% dính cho dụng cụ cái vi tiếp và 84% là tác dụng phụ toàn thân. Ghi cho rõ nhé, cái ghi ở giữa là thầy hai bên luôn, ghi giữa là thầy hai bên luôn, nghe chưa. Thứ nhất là cái lượng thuốc vào trong phổi bên tay trái là 9%, bên tay phải là có buồng điện 21%. Thứ hai, hao hụt cái dụng cụ bên tay trái là 10%, bên tay phải là 56%. Thứ ba, tác dụng của toàn thân bên trái là 81% và bên phải là 16%. Như vậy tóm lại về hiệu quả thì bên mà có buồng điện thì nó tăng gấp hơn 2 lần và tác dụng phụ nó giảm đi gấp 4 lần, từ 81% còn 16%. Rồi, chúng ta kết thúc bài học bằng cái phần này. Khi chúng ta đi xa hay là dùng thời gian rồi thì không biết thuốc nó còn hay không? Có nhiều cách, và cái cách đó có người hay không thực hành thì sẽ biết. Thì nói một cái cách dễ nhất là chúng ta thả cái ống bình xịt đó, bình xịt em mà đi nó vô trong nước. Thả bình xịt em mà đi vô trong nước. Nếu cái bình này nó chìm liếm tức là thuốc còn đầy đủ và mình nó nổi lên trên là thuốc nó hết, còn mình nó nằm lên tức là còn 50%. Bây giờ các em nhớ một chi tiết này là tháo cái nắp bình này, cái vỏ bình này, cái vỏ bình để mình giữ thế này đúng không, giống như là các em tháo là giống như bình ga để mà mình xài cho cái bếp ga mini á, rút ra. Còn cái này cũng vậy, thả vô thì lúc mà thuốc nó còn đầy thì cũng nổi lên thì cái vỏ nó nhẹ. Tóm tắt bài học ngày hôm nay nha, ngày hôm nay thì các em chú ý một số điều, tức là hen suyễn là do nhiễm trùng là chủ yếu, phải không, mà nó bị viêm nên có thể thoát ra ngoài.
Thì giải quyết vấn đề chúng ta làm hai việc, một là cắt ly, hai là chống co thắt. Thì trong cái phác đồ ta nhớ là năm bước, bước nhất là cắt ly dị nguyên, là loại bỏ cái khối dị nguyên đó, có thể là do thuốc men. Thứ hai là bảo vệ cái bộ mạch, bộ mô gì khác. Thứ ba chúng ta khá là những không gian qua là ketamin men hoặc là lúc một cái là một cái khác là thuốc mới đó là cái gì cái năm. Và cái thứ tư là chúng ta bảo vệ tiểu đến bằng một cái quyết không phải bằng cái xét. Và cuối cùng là thuốc điều trị điều kiện, tức là làm thuốc làm giãn phế quản, trong đó có statin, leucadin, trong đó có imipramine, đó là benazepine và beta. Muốn để có thuốc là cho phép chúng ta vào thuốc, nghĩa là sao là thuốc để nó không được bệnh được, còn nếu không là polypharmacy. Rồi, như vậy chúng ta kiếm không ạ?